cảnh kinh hoàng đạm chùm trút xuống nhóm con nhà vừa đến tiếp viện ở vành đai rừng gần Abdiopka. Bộ đôi xe tăng tốt nhất của Nga T-90M Progrip và T-80 BVM bị UAV Ukraine bắn nổ tung gần làng Tonenko. Máy bay không người lái tấn công cảng dầu Sabetepur. Canada trừng phạt 6 quan chức Nga sau cái chết của ông Navalny. Một số tin tức thế giới đáng chú ý khác Hàn Quốc sẽ tước giấy phép của 7.000 bác sĩ đình công Malaysia nối lại câu tìm kiếm MH370 sau 10 năm mất tích Ấn Độ lập căn cứ hải quân mới gần Maldives Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây Xin ý mến chào quý các thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News Mở đầu chương trình của ngày hôm nay là những diễn biến nóng nhất về tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 741. Kính thưa quý vị, các chiến binh của lữ đoàn xung kích độc lập số 3 đã tiêu diệt nơi tập trung nhân lực ở dãy rừng gần Adrika. Một đoạn video ghi lại cảnh quân phòng thủ Ukraine trút đạn trùng và quân chiếm đóng đã được công khai trên Telegram của lữ đoàn xung kích độc lập số 3. Như đã lưu ý, hoạt động di chuyển ban đêm của bộ binh địch tại một trong những dãy rừng gần Adrika đã được theo dõi từ UAV. Bình luận trong video cho biết, từ trên trời, các binh sĩ chiến đấu điều chỉnh hỏa lực pháo binh và bao vây chặt chẽ cuộc đổ bộ, trong đó ghi lại sự tập trung nhân lực của quân chiếm đóng, mặt đất cháy rụi và tan tích của bộ binh địch, sự tàn phá của địch ở đây dưới sự chỉ đạo của các chiến binh của đơn vị SADN số 1. Như chúng tôi đã đưa tin, quân tiếp viện cho quân phòng thủ Ukraine đã được gửi đến Avdiivka vào giữa tháng 2. Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 sau đó xác nhận rằng các binh sĩ chiến đấu của họ đã được tái triển khai khẩn cấp để tiếp viện cho quân đội Ukraine tại khu vực Avdiivka. Tình hình ở Avdiivka trở nên phức tạp hơn vào tháng 2. Ngày 17 tháng 2, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr công bố quyết định rút lực lượng Ukraine khỏi Avdiivka. Ngày 18 tháng 2, các đơn vị trú phòng được rút khỏi thành phố đến các vị trí mới thuận lợi hơn. Việc bảo vệ Avdivka khỏi quân xâm lược Nga kéo dài gần 10 năm. Hiện binh sĩ Ukraine buộc phải rời khỏi thành phố do thiếu đạn dược do các đối tác chậm trễ cung cấp viện trợ. Đồng thời, cần lưu ý rằng Nga đã chiếm được Avdivka với cái giá là tổn thất lớn về trang thiết bị và con người. Sau Avdivka, quân chiếm đóng đang cố gắng tiến theo năm hướng. Trên một số hướng, họ đã rút một số lượng quân nghiêm trọng. bộ đôi xe tăng tốt nhất của Nga T-90M Propri và T-90 BVM bị UAV Ukraine bắn nổ tung gần làng Tonenki. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt xe tăng T-90M Propri và T-80 BVM của Nga gần làng Tonenki gần Avdivka. Đơn vị Shadow đã báo cáo về điều này trên kênh Telegram của mình. Xe tăng bị phá hủy ở lối vào làng và cộng đồng Oshin đã xác định được tọa độ của địa điểm xảy ra vụ tấn công. Rất có thể, các tổ lái đã bỏ xe tăng của họ. Sau đó, xe tăng đã bị máy bay không người lái cảm tử Kamikaze của Ukraine kết liễu. Đoạn video cho thấy thi 90 m và thi 80 bvm bốc cháy dữ dội từ bên trong, nên có thể kết luận rằng chúng không thể sửa chữa được. Ngày 28 tháng 2, có thông tin cho biết, quân Nga đã mất 25 xe bọc thép trên đoạn đường dài 300 m gần làng Novo Mikhailivka ở vùng Donetsk. Xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân dựa trên máy kéo bánh xích MTLB bị phá hủy và bỏ rơi có thể được phát hiện trên đường. Một số lượng lớn bộ binh Nga thiệt mạng được phát hiện xung quanh các thiết bị và trong các hầm trú ẩn gần đường. Vào ngày 2 tháng 3, có thông tin cho rằng một cuộc tấn công khác của Nga đã bị Ukraine đẩy lùi gần làng Novo -Mikalivka. Địch mất nhiều xe bọc thép, trong đó có xe chiến đấu bộ binh và xe tăng. Theo dịch vụ Oris trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine toàn diện, Nga đã mất khoảng 67 chiếc T-90M Brodrip, bao gồm cả xe tăng bị phá hủy, hư hỏng, bị bỏ rơi và bị bắt giữ. Được biết, Nga đã mất ít nhất 128 xe tăng T-80 BVM, trong đó có 11 chiếc thuộc biến thể mới nhất 2022. Một trường hợp khác được xác nhận về việc một chiếc T-90M bị phá hủy xảy ra gần Jamolipka, vùng Donetsk. Vào đầu tháng 2, được các binh sĩ của lữ đoàn pháo binh số 45 chứng minh. Vào tháng 1, chiếc T-90M mới nhất của Nga đã bị tiêu diệt bởi máy bay không người lái của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 124 ở tảng ngạn Fonkeson. Như đã đưa tin trước đó, quân đội Nga đã nhận được lô xe tăng T-80 BVM mới, được bảo vệ bổ sung cho tháp pháo và hai bên thân xe. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị thêm mô đun ERA Grisha, máy nhà có thể tháo rời nhanh, được trình diễn lần đầu tiên vào năm 2023. Nó có nhiệm vụ bảo vệ xe tăng địch khỏi máy bay không người lái Kamikaze và các mối đe dọa khác. Máy bay không người lái tấn công cảng dầu San Petersburg. Vào đêm 2 tháng 3, máy bay không người lái lại tấn công lãnh thổ của cảng dầu khí San Petersburg khi mảnh vỡ của nó được tìm thấy vào chiều ngày 3 tháng 3. Vào ngày 4 tháng 3, kênh Astra Telegram đưa tin, máy bay không người lái một lần nữa tấn công cảng dầu khí San Petersburg. Các nhân viên của nhà ga được cho là đã phát hiện ra một chất chưa đổ nặng tới 20kg được gắn vào máy bay không người lái Bản thân chiếc máy bay không người lái được cho là đã bị phòng không bắn hạ, nhưng chất nổ vẫn không bị hư hại. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai vào cảng St. Petersburg kể từ đầu năm 2024, lần đầu tiên diễn ra vào ngày 18 tháng 1. Hãng tin địa phương Fontanka của Nga hôm 2 tháng 3 viết rằng một máy bay không người lái không rõ danh tính đã bị bắn hạ trên bầu trời Vịnh Phần Lan sau đó, thống đốc vùng Leningrad, John Renko xác nhận thông tin này. Sau cán dầu ở St. các bể dầu tại kho chứa ở vùng Bryansk của Nga cũng bốc cháy, nghi do bị máy bay không người lái UAV của Ukraine tập kích. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công UAV vào một cảng dầu ở thành phố St. của Nga bốc cháy. Một quan chức của Ukraine sau đó xác nhận, quân đội nước này đã sử dụng UAV nội địa để tấn công mục tiêu này. UAV trên được cho là đã di chuyển quãng đường hơn 1.200 km. Canada trừng phạt 6 quan chức Nga sau cái chết của ông Navalny. Thưa quý vị, Canada áp lệnh trừng phạt với 6 quan chức Nga sau cái chết của chính trị gia đối lập Navalny và kêu gọi Moscow điều tra minh bạch sự việc. Lệnh trừng phạt nhằm vào 6 quan chức trong các cơ quan công tố, tư pháp, và cải huấn Nga. Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie cho biết trong thông báo vào ngày 3 tháng 3, sáu quan chức này liên quan đến việc xâm phạm nhân quyền, hình phạt nặng tay và cái chết của ông Alexei Navalny. Theo bà Jolie, Canada sẽ tiếp tục gây áp lực để chính phủ Nga điều tra đầy đủ, minh bạch về cái chết của ông Navalny. Giới chức Nga chưa lên tiếng về động thái trước Canada, Anh cũng đã áp các biện pháp trừng phạt với 6 người đứng đầu nhà tù ở Siberia sau khi chính trị gia đối lập Nga Navalny đột tử tại đây. Cơ quan quản lý nhà tù tại khu tự trị Jamalo Nenets ngày 16 tháng 2 thông báo Navalny cảm thấy không khỏe sau khi đi dạo và chết tại nhà tù ik Giấy chứng tử nêu chính trị gia này chết vì nguyên nhân tự nhiên. Tăng lễ diễn ra hôm 1 tháng 3, Von Navalny được chôn cất ở Moscow. Các nước phương Tây và những người ủng hộ Navalny cho rằng giới chức Nga phải chịu trách nhiệm về cây chết của chính trị gia đối lập. Nga bác bỏ, nói phản ứng của phương Tây là không thể chấp nhận được và cho biết quá trình điều tra diễn ra theo luật pháp nước này. Navalny từng là luật sư, giữ chức lãnh đạo Đảng Liên minh Nhân dân Nga đối lập giai đoạn 2019-2021 và nhiều lần dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Ông này bị bắt vào tháng 1 năm 2021 tại Moscow sau khi được điều trị tại một bệnh viện ở Berlin, Đức vì trúng độc. Navalny bị kết án tổng cộng 30 năm tù vì tham gia chủ nghĩa cực đoan và các tội danh khác. Hàn Quốc sẽ tước giấy phép của 7.000 bác sĩ đình công Sau khi qua hạn chót đàm phán, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu các hành động pháp lý đối với hàng ngàn bác sĩ tham gia vào các cuộc đình công trong thời gian qua. Reuters dẫn lời một Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 3 cho biết, chính phủ nước này sẽ treo giấy phép của khoảng 7.000 bác sĩ nội trú do tham gia vào các cuộc đình công và từ chối quay trở lại làm việc theo đề nghị. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyung Hong phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng, Giới chịu trách sẽ bắt đầu điều tra các bệnh viện và có hành động pháp lý đối với những bác sĩ nội trú từ chối quay trở lại làm việc và tiếp tục đình công. Bộ trưởng Châu nói: "Kể từ hôm nay, chúng tôi dự định tiến hành kiểm tra tại chỗ để xác nhận các bác sĩ chưa quay trở lại làm việc và sẽ có biện pháp xử lý theo luật pháp, không có ngoại lệ. Tôi muốn nhấn mạnh những bác sĩ chưa quay trở lại có thể gặp vấn đề nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp cá nhân của họ." Ngược lại, đối với những bác sĩ tham gia đình công nhưng đã quay trở lại làm việc, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi dự tính bất kỳ hình thức xử phạt nào với họ. Các cuộc đình công của bác sĩ trên khắp Hàn Quốc nổ ra vào đầu tháng 2 sau khi chính phủ tuyên bố sẽ bổ sung thêm 2.000 suất vào chỉ tiêu hàng năm của sinh viên y khoa, tăng cao so với mức 3.000 hiện nay. Kế hoạch trên là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu, như phẫu thuật rủi ro cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu. Tuy vậy, theo các bác sĩ, điều này không giải quyết được vấn đề thiếu hụt nhân lực vốn chỉ giới hạn trong những chuyên khoa cụ thể như hồi sức cấp cứu, nơi lương thấp trong khi điều kiện làm việc vất vả. Ngoài ra, theo họ, kế hoạch này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện, đồng thời làm ảnh hưởng đến chất lượng y tế. Các bác sĩ biểu tình cho rằng chính phủ trước tiên nên giải quyết vấn đề lương cũng như điều kiện làm việc trước khi cố gắng tăng số lượng bác sĩ. Chính phủ Hàn Quốc hôm 26 tháng 2 tuyên bố sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với các bác sĩ tham gia đình công nếu họ chấp nhận quay trở lại làm việc trước tháng 3. Tuy vậy, đến nay, không bên nào có dấu hiệu sẽ thỏa hiệp. Vào cuối tuần qua, ước tính 40.000 bác sĩ tiếp tục tham gia biểu tình. Trong khi đó, phía cảnh sát ước lượng số người biểu tình khoảng 12.000 người. Malaysia nối lại cuộc tìm kiếm MH370 sau 10 năm mất tích Đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, chính phủ Malaysia vào hôm chủ nhân cho biết họ có thể nối lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay sau khi công ty công nghệ Ocean Infinity của Mỹ đề xuất một cuộc tìm kiếm mới ở phía nam Ấn Độ Dương, nơi chiếc máy bay được cho là đã bị rơi cách đây tròn một thập kỷ. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Locke cho biết, công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Texas đã đề xuất phương án ra soát đáy biển, mở rộng phạm vi tìm kiếm từ địa điểm ban đầu đã tìm kiếm vào năm 2018 với lời cam kết không tìm thấy, không trả tiền. Ông đã mời công ty đến gặp để đánh giá bằng chứng khoa học mà công ty có thể tìm ra điểm rơi cuối cùng của máy bay. Nếu bằng chứng đáng tin cậy, ông sẽ xin phép nội các để ký hợp đồng mới với Ocean Infinity về việc tiếp tục cuộc tìm kiếm. Ông Lạc phát biểu tại một sự kiện tưởng niệm nhân kỷ niệm 10 năm ngày máy bay mất tích rằng, chính phủ quyết tâm tìm được vị trí MH370 và chi phí không phải là vấn đề. Chúng tôi thực sự hy vọng cuộc tìm kiếm có thể tìm thấy chiếc máy bay và cho người thân của hành khách biết sự thật vụ việc. Chiếc máy bay Boeing 777 chở 239 người, chủ yếu là công dân Trung Quốc từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh đã biến mất khỏi radar ngay sau khi cất cánh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Dữ liệu vệ tinh cho thấy chiếc máy bay đã đi chệch khỏi đường bay và được cho là đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương. Malaysia, Trung Quốc và Australia trước đó đã kết thúc cuộc tìm kiếm dưới nước kéo dài 2 năm, không có kết quả, trị giá 200 triệu đô la Úc, tương đương 130,46 triệu đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2017. Cuộc tìm kiếm đa quốc gia tốn kém đã không đem lại bất kỳ manh mối nào mặc dù một số mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển phía đông châu Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương. Một cuộc tìm kiếm riêng vào năm 2018 của Ocean Infinity cũng không thấy gì, nhưng thảm kịch đã thúc đẩy những động thái nhằm tăng cường an toàn hàng không. KS Nathan, một thành viên của nhóm Voice MH370, bao gồm những người thân của nạn nhân, cho biết Ocean Infinity ban đầu lên kế hoạch tiến hành cuộc tìm kiếm mới vào năm ngoái, nhưng đã bị trì hoãn do việc giao đội tàu và tài sản mới. Này, việc tìm kiếm đang chuẩn bị được nối lại. Ấn Độ lập căn cứ hải quân mới gần Maldives Hải quân Ấn Độ vào ngày 2 tháng 3 cho biết, lực lượng này sẽ thiết lập một căn cứ hải quân mới trên đảo Minicoy, cách Maldives khoảng hơn 250 km đảo Minicoy nằm ở cực nam của quần đảo La trên biển Ả Rập, có vị trí chiến lược. Do đó, việc mở căn cứ hải quân mới tại đây sẽ giúp tăng cường năng lực giám sát các tuyến đường biển quan trọng của hải quân Ấn Độ. Đây là căn cứ hải quân thứ hai của Ấn Độ ở quần đảo La góp phần củng cố hơn nữa sự hiện diện quân sự của nước này tại khu vực. Theo tuyên bố của Hải quân Ấn Độ, Căn cứ mới dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 3 và được thiết lập để trở thành một đơn vị hải quân độc lập. Về thành lập một đơn vị hải quân độc lập với cơ sở hạ tầng và nguồn lực cần thiết sẽ nâng cao khả năng hoạt động tổng thể của hải quân Ấn Độ trên các đảo thuộc Ấn Độ Dương. Căn cứ hải quân trên đảo Minicoy sẽ giúp nước này đẩy mạnh các hoạt động chống cướp biển và chống buôn bán ma túy. Đồng thời, đây là một phần trong chính sách tăng cường dần dần cơ sở hạ tầng an ninh tại các hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược của Ấn Độ. Động thái này của Ấn Độ được đưa ra chỉ vài ngày trước khi New Delhi rút các quân nhân đang đồn trú tại Mandev. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mandev đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mohammed Moisu lên nắm quyền vào năm ngoái. Mandev yêu cầu Ấn Độ rút 89 nhân viên an ninh khỏi quốc đảo Nam Á này tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại